Bây giờ thì trà của em Trang cũng đã hoàn thành rồi ha. Trang sẽ lược qua một lần. Em Trang xin mến chào cả nhà thân yêu. Hôm nay thì em Trang dậy sớm, bây giờ là 8 giờ. Thì Trang muốn làm một loại trà sữa. Loại trà sữa này rất là nổi tiếng ở Ấn Độ ha. Có tên là Masala Chai. Chai trong tiếng Hindi có nghĩa là trà ha. Masala có nghĩa là hỗn hợp gia vị. Thì nói nôm na là đây là một loại trà sữa bao gồm tất cả các loại hỗn hợp gia vị mà người Ấn Độ thường sử dụng trong chế biến thức ăn cũng như là chế biến ra các loại trà nè, các loại nước uống mà có tính chất tốt cho sức khỏe nè. Thì hôm nay em Trang muốn chia sẻ đến cả nhà cách làm loại trà này. Đây là một trong những loại trà rất là nổi tiếng tại Ấn Độ, và khi đến Ấn Độ hầu như các khách du lịch bao giờ cũng tìm đến cái loại trà này ha. Và bây giờ không nói nhiều hơn nữa thì Trang sẽ chia sẻ cách làm và các gia vị để các gia vị cần thiết để làm cho món trà này ha. Mẹ Trang đang ở đây. Sugar. Trang lấy tất cả các gia vị của mẹ ở đây. Và đây là các gia vị cần thiết để làm cho món trà này ha. Đầu tiên là có gừng nè, có đinh hương. Còn đây là thanh quế. Đây là thảo quả xanh nha, bạch đậu khấu. Còn đây là một miếng nhỏ hạt nhục đậu khấu đó cả nhà. Còn đây là tiêu đen và cũng có hạt thì là ha. Lúc đầu thì em Trang, gia vị của em Trang không có hạt thì là và hạt nhục đậu khấu đâu, nhưng mà mẹ em Trang nói là bỏ thêm sẽ ngon, tăng hơn gia vị hơn. Và đây là những gia vị rất là cần thiết để làm nên một loại thức uống mà nổi tiếng nhất ở Ấn Độ, đó là Masala Chai nha cả nhà. Ngoài ra còn có bột trà đen này mẹ Trang thường ngày hay sử dụng để nấu trà cho gia đình uống á. Và cũng sẽ có đường ha. Cả nhà cũng có thể không bỏ đường cũng được, mà bỏ cũng được, tùy theo sự lựa chọn của cả nhà. Và cũng có thể bỏ mật ong nếu cả nhà thích ha. Sau khi nấu xong thì cũng có thể bỏ mật ong, hoặc là bỏ đường sugar free á, dành cho người tiểu đường cũng được, là tùy theo sự lựa chọn của cả nhà ha. Và ngoài ra thì em Trang cũng muốn giới thiệu thêm, đó là anh Trang á, thường á, thì không có thời gian để chuẩn bị những món này, những nguyên liệu này, gia vị. Thì anh Trang sẽ mua một loại người ta đã làm sẵn luôn cả nhà. Người ta đã làm sẵn tất cả các nguyên liệu gia vị thì người ta cũng đã xay trong đây hết rồi. Thì anh Trang chỉ cần lấy ra và pha với sữa nè và nấu lên thôi. Đơn giản. Cái này là khi mà ảnh đi làm, nói mà ảnh uống á, ảnh làm nhanh. Còn bây giờ thì Trang chia sẻ chi tiết cách làm loại trà sữa này tại nhà ha. Và cái loại này thì sau này em Trang cũng sẽ chia sẻ cho cả nhà cách làm cái loại này luôn, tại uống nhanh tại nhà. Và bây giờ mọi thứ, các gia vị này, các nguyên liệu này Trang sẽ đem đi giã ha. Mình phải giã nhuyễn ra rồi mình nấu lên nó mới ra được chất nha cả nhà. Em Trang cũng muốn chia sẻ đến cả nhà luôn là hồi xưa lần đầu tiên em Trang qua đây thì thật sự mà nói thấy trà mà có nhiều gia vị quá đó thì làm sao uống á cả nhà. Nhưng mà sau này Trang mới thấy tại sao đây là một loại trà nổi tiếng như vậy, tại sao nhiều người tìm đến như vậy, thì Trang mới uống thử và Trang cảm nhận được rất là ngon cả nhà.
Mỗi lần uống trà này thì Trang cảm giác là rất là ấm bụng, tại tại vì có gừng á. Nguyên liệu này thì em Trang làm dành cho 3 đến 4 người uống ha, tại vì Trang muốn vậy cho ba mẹ Trang uống luôn á. Bây giờ thì em Trang sẽ đem đi nấu ha cả nhà. Trang sẽ cho khoảng 3 ly rưỡi này nha cả nhà. Tại vì ly này lớn quá, nữa chút nữa cũng sẽ bỏ sữa nữa đó. Bây giờ mình sẽ nấu cho nó hơi sôi cả nhà, lăn tăn thôi, đừng có sôi quá. Và cả nhà mình cũng có thể thấy một loại trà của người Ấn Độ thì cũng có rất là nhiều gia vị. Nói chung là hồi xưa em Trang cũng rất là bỡ ngỡ đó, là tại sao trà mà cũng phải bỏ gia vị thì làm sao uống được. Gia vị thì giống như gia vị của nấu ăn vậy đó, thì làm sao mình có thể uống được. Nhưng mà nếu mà thật sự mình không tìm hiểu, mình không thử cái thức uống này nó ngon như thế nào, và nó cũng góp phần tăng thêm tính truyền thống, tính văn hóa trong ẩm thực của người dân Ấn Độ ha. Hôm nay thì em Trang không có chuẩn bị bữa sáng cho chồng Trang, tại vì hôm qua Chủ nhật á, hôm qua Chủ nhật thì mẹ Trang nấu đồ ăn rất là nhiều, nên vẫn còn bò nè, vẫn còn thịt dê, còn gà chiên. Nên chút nữa chồng Trang chỉ nhét bánh mì ăn thôi. Thường là như vậy cả nhà, thường là Chủ nhật và đến thứ hai là chồng Trang sẽ ăn những cái đồ cũ như vậy đó. Rồi ăn bình thường vậy thôi, không có quá đòi hỏi. Chồng Trang rất là dễ tính ha. Mà Trang thấy gia đình chồng Trang cũng vậy, không có gọi là quá cầu kỳ á cả nhà, sống rất là đơn giản, không có gọi là xa hoa cầu kỳ đòi hỏi nhiều thứ. Bây giờ thì nước cũng sôi rồi cả nhà, hơi sôi ha, lăn tăn. Bây giờ Trang sẽ bỏ vào. Rất là thơm. Thì những video trước em Trang cũng đã từng chia sẻ đó, khi mà em Trang đi ăn vặt hay là đi ra ngoài sân bay thì Trang cũng tìm món trà sữa này, masala chai. Mọi người đa số khách du lịch thường hay nhầm lẫn đó, cả nhà nhầm tưởng là masala chai là tên của một loại trà. Nhưng mà thật sự không phải nha, tại vì chai có nghĩa là trong tiếng Ấn Độ là trà rồi đó cả nhà. Còn masala có nghĩa là hỗn hợp gia vị thôi. Cái tên của loại trà, loại chai thì giống như là Trang có thể nói là giống như là Việt Nam mình nè, có trà xanh, trà lài, đủ thứ trà đúng không trà. Thì ở đây cũng vậy, masala chai hoặc là rose chai, hoặc là nói chung là cái gì gắn vô chữ chai. Trang sẽ bỏ 3 muỗng trà nha cả nhà. Trà này thì mẹ Trang mua cái hạt nó hơi to cả nhà, nhưng mà cũng có loại trà hạt nó nhuyễn luôn nên nấu sẽ nhanh hơn nha. Còn cái hạt trà này nó hơi vẫn còn bao bột này nè, nó vẫn còn hơi to to chút xíu nên Trang sẽ nấu lâu hơn, chứ thường thường nấu thì khoảng 2 phút à. Hôm nay ba Trang dậy sớm
Rồi ba Trang cũng ăn với cà ri nè cả nhà. Để cho cả nhà xem. Cà ri rồi bò này nọ. Nói chung nhà Trang, gia đình Trang ai cũng dễ ăn á. Và không có đòi hỏi quá nhiều. Thường mẹ Trang nấu trà bằng cái nồi này nè cả nhà, cho gia đình uống á nè cả nhà. Thì mẹ Trang sẽ bỏ thì như tới 5 đến 6 muỗng lần. Thì trong khi chờ đợi nước trà sôi á, thì em Trang cũng muốn chia sẻ đến cả nhà. Vì em Trang có nhận một câu hỏi bình luận từ phía bình luận trên video của em Trang á, là em này cũng chỉ thắc mắc thôi, tại vì em chưa có đến Ấn Độ và em chỉ coi qua những video mà đã đăng trên mạng xã hội á. Là em hỏi Trang là người Ấn Độ ăn bẩn, ở bẩn. Thì Trang không thể là gọi là phủ nhận điều đó là tại vì Trang không biết các bạn mà đi du lịch á, đi quay ở vùng nào, ở khu vực nào và ở bang nào. Tại vì Ấn Độ thì có rất là nhiều bang ha. Nên trước khi mà Trang suy nghĩ á, trước khi mà mình muốn đi du lịch nào đó thì mình nên tìm hiểu trước, rồi mình đi và mình trải nghiệm. Và hầu như những nước mà Trang, vợ chồng Trang đã đến cũng sẽ có mặt xấu và mặt tốt, cũng sẽ có nơi rất là phồn hoa, phồn vinh. Phồn hoa giống như là thành phố Hồ Chí Minh mình thôi. Và cũng có những nơi rất là hẻo lánh, những nơi rất là nguy hiểm và cũng rất là dơ bẩn, chứ không phải riêng gì Ấn Độ cả nhà. Trang không thể nói thẳng ra đất nước nào mà Trang đã đi mà nó dơ, mà Trang đã từng chứng kiến nó dơ, dơ lắm cả nhà, kinh khủng lắm. Đồ ăn cũng không thể ăn được đâu. Nhưng mà mình, đó là mình trải nghiệm thôi. Mình có thể thấy được đất nước nào, đất nước nào. Thì các bạn đi những nơi mà hẻo lánh, vùng quê thì tất nhiên hoặc là những nơi mà khu ổ chuột, hoặc là những nơi mà gọi là người vô gia cư sống, thì tất nhiên là người ta sống ở ngoài đường, người ta ăn ở ngoài đường, rồi người ta vệ sinh ở ngoài đường, vệ sinh những nơi khu công cộng nè, hoặc là người ta sống, người ta tắm ở những chỗ mà có nguồn nước thì người ta tắm thôi, người ta không có cần phải quá sạch sẽ. Rồi ăn uống thì người ta ăn bốc, rồi người ta ăn đại gì ở ngoài đường cũng được, nấu ở ngoài đường, vỉa hè rồi người ta ăn thôi. Người ta sống qua ngày, miễn có thức ăn trong bụng của người ta là được rồi. Còn nhưng nếu mà các bạn du lịch có thể đi xa hơn, có thể đi đến những vùng tốt hơn, những cái vùng mà chuyên dành cho khách du lịch, những cái vùng mà thắng cảnh đẹp nè, rồi những vùng mà khá giả một chút xíu, thì các bạn sẽ thấy nó rất là khác. Tuy nhiên cũng không có cần khá giả đâu, nhưng ở khu vực em Trang thì cũng là làng quê thôi, nhưng mà tùy theo cách sống và văn hóa của mọi người. Nếu mà cả nhà đi quay những cái nơi ổ chuột thì tất nhiên nó sẽ khác với những gia đình có nhà đàng hoàng để ở, thì cuộc sống nó sẽ cũng là sẽ khác ha. Nên nhiều khi đi quay video, đi truyền tải nội dung là một chuyện, nhưng mà nên, theo Trang nghĩ nên đi nhiều khía cạnh hơn, nên đi nhiều nơi hơn. Mình có thể chia sẻ ở nơi ổ chuột nè, mình cũng có thể chia sẻ những nơi mà có cuộc sống tốt hơn, những gia đình có cuộc sống tốt hơn thì nhà ở cửa như thế nào, hoặc là những gia đình mà có cuộc sống như dạng trung lưu, thượng lưu thì có hoàn cảnh gia đình như thế nào, thì cả nhà cũng có thể thấy được và cái cách suy nghĩ của mọi người sẽ có thể thay đổi. This one. Yeah.
thì vợ chồng em Trang cũng đi cũng nhiều nước đó cả nhà. Có vài nước vợ chồng em Trang đến thì vợ chồng em Trang cũng rất là ngỡ ngàng ngơ ngác, gọi là bật ngửa. Nhưng mà mình chỉ giữ trong lòng thôi, mình thấy không không hợp với mình, có thể là không hợp mắt và cũng có thể không hợp vệ sinh và đồ ăn cũng không hợp. Và Trang cũng có thể nói với cả nhà, không phải là người Ấn Độ ăn bốc đâu ha, cũng có rất là nhiều nước ăn bốc. Những nước Trang đi và ngay cả những bạn đồng nghiệp của Trang không phải là người Ấn Độ nhưng họ cũng ăn bốc. Bởi vậy nếu mà nếu có thể thì nên khám phá nhiều hơn, thì cả nhà mình sẽ hiểu rõ thêm đất nước Ấn Độ không phải gọi là kinh khủng, quá kinh khủng như những gì mà trên mạng xã hội nói ha. Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào cả nhà thôi, tùy thuộc vào sự tin tưởng. Nếu mà cả nhà có thể tin tưởng những bạn mà đi du lịch chia sẻ thì không thì cũng có thể tin, hoặc là những gì em Trang chia sẻ cuộc sống hàng ngày của em Trang thì cũng tùy thuộc vào cả nhà. Mình mà muốn tin tưởng ai cái đó là Trang cũng không có ép được. Những gì Trang thấy, những gì cuộc sống quanh Trang thì Trang chia sẻ thôi. Trang đi đến đâu thì Trang cũng chia sẻ. Và Trang cũng bỏ một ít đường ha. Và bây giờ Trang cũng sẽ bỏ một ít sữa ha. Thì sữa này tùy theo khẩu vị của từng người, muốn bỏ ít hay nhiều. Giống như là muốn trà đậm thì bỏ sữa ít thôi, còn muốn trà nhạt lại thì bỏ sữa nhiều. Trang chỉ bỏ nửa ly sữa này thôi cả nhà. Ngoài ra thì em Trang cũng sẽ bỏ thêm nhụy hoa nghệ tây ha. Nếu cả nhà mình không có nhụy hoa nghệ tây thì cũng không sao hết. Vì hoa nghệ tây thì vừa tốt cho sức khỏe và cũng gọi là làm tăng thêm hương vị ấy cả nhà. Có một loại trà gọi là Assam tea, thì loại trà đó Trang sẽ thử sau này. Tại vì loại trà này là trà đen của mẹ Trang dùng thường ngày. Nhưng mà Trang cũng có coi tham khảo trên trên mạng á, thì người ta dùng cái loại trà đó nấu masala chai này, thì lần sau Trang sẽ thử và Trang cũng sẽ chia sẻ đến cả nhà. Bây giờ thì trà của em Trang cũng đã hoàn thành rồi ha. Trang sẽ lược qua một lần nữa và mình có thể uống rồi đó. Cả nhà ơi, bây giờ nước uống của em Trang cũng đã hoàn thành á. Thì em Trang, vợ chồng em Trang xin mời cả nhà cùng uống trà masala chai với vợ chồng em Trang ha. Đồng thời chồng Trang cũng đang ăn sáng cả nhà. Đây chồng Trang ăn sáng. Anh nói là đừng có cho cả nhà xem á, tại vì quá nhiều. Tại vì trong quá trình giảm cân thì không thể để cho mọi người thấy được ảnh ăn, ảnh vẫn còn ăn nhiều. Still eat a lot. Thầy tiếng. So, bye bye, can go. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cùng uống. Cùng uống. Trà sữa Ấn Độ.
perhaps rang dog. Should teach me first before saving. Anh ơi, mai mốt phải chỉ ảnh cho anh thuộc lòng trước ha, để anh mới nhớ. Ok, onic milk, probiotic milk. Cái này thì chồng Trang muốn bỏ thêm sữa nhưng mà Trang thì không muốn. Với loại trà masala này kết hợp với nhụy hoa nghệ tây thì theo cảm nhận riêng của em Trang, uống nóng sẽ ngon hơn là uống lạnh. Trang hy vọng cả nhà mình cũng có thể làm thử một lần để xem trà sữa của Ấn Độ vị như thế nào nè, có khác gì so với trà sữa ở Việt Nam hoặc là các nước khác không nha. Vợ chồng em Trang xin rất cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay của em Trang ha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo của em Trang.